Hello. Theo một nghiên cứu thì có đến 85% khách hàng có xu hướng mua hàng sau khi xem xong video. Vậy, muốn có một video hấp dẫn cần tuân theo các quy tắc nào? Tăng sự tương tác. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng một nửa số người xem video thảo luận lại nội dung với người khác. Trong khi đó, 1/4 số này chia sẻ nội dung qua email, social media khác. Chính vì thế, tạo ra môi trường để tăng tính tương tác, bày tỏ cảm xúc là điều quan trọng và cần thiết. Sáng tạo nội dung video. Bạn đã biết đến các video của Coca-Cola chưa? Một bậc thầy trong lĩnh vực video marketing đấy. Khách hàng luôn yêu thích và bị hấp dẫn bởi các điều mới như hình ảnh mới, thông tin mới, thông điệp mới. Chính vì thế, bạn cần phải sáng tạo nội dung cho video một cách thường xuyên để mang lại hiệu quả tốt hơn. Chia sẻ video một cách dễ dàng. Hãy tạo ra môi trường dễ dàng để người xem có thể chia sẻ video khi thấy hữu ích. Trước khi video lên sóng, hãy dùng bên thứ ba để quảng cáo và tăng tương tác cho video. Video hướng thẳng vào đối tượng. Một video marketing thành công là hướng thẳng đến đối tượng đích và giúp họ tương tác tốt trên nền tảng social. Thông thường, các yếu tố cảm xúc, tình cảm gia đình thường nhận được sự quan tâm rộng lớn hơn. Bạn hãy xem clip này nhé! Đo lường hiệu quả của video marketing. Mỗi chiến dịch marketing nói chung và video nói riêng, bạn cần biết được chúng hiệu quả ra sao để rút ra các bài học và kinh nghiệm. Thông thường với video, bạn có thể đo lường dựa trên số view, số like và chia sẻ video. Hãy đo lường để có những điều chỉnh tốt nhất. Hãy like, share và theo dõi kênh của tụi mình để có nhiều thông tin bổ ích hơn nhé. Tất cả nỗ lực của thế giới marketing mong muốn giúp các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ làm marketing tốt hơn. Chúng tôi không thể làm tốt nếu thiếu ý kiến đóng góp của các bạn. Vui lòng để lại comment và bình luận bên dưới. Và đừng quên theo dõi chúng tôi trên 3 nền tảng kênh: youtube.com/thegioimarketing, facebook.com/thegioimarketing và website thegioimarketing.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!